tiếp tục các hoạt động tại Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021 tại thành phố New York. Ngày 21 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật các bạn bài Hoa Kỳ do bà Miller Rotner, điều phối viên của tổ chức vận động cứu trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Hoa Kỳ làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự ủng hộ của bạn bè Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin bom mình sót lại sau chiến tranh Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, sau hơn 25 năm bình thường hóa, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, cùng có lợi, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, trong đó đánh giá cao cam kết và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về giải quyết hậu quả chiến tranh, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng lòng tin với nỗ lực không mệt mỏi từ hai phía. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong vấn đề giải quyết hậu quả chất độc da cam dioxin. Bà Miller ragner cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong hơn 25 năm qua bà khẳng định đã làm việc trong nhiều năm để chính phủ Hoa Kỳ thực hiện trách nhiệm đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng cách hỗ trợ các nạn nhân về mọi mặt từ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, làm sạch chất độc da cam còn tồn dư ở Việt Nam thay mặt cho bạn bè Hoa Kỳ của Việt Nam bà Miller Ragner cam kết tiếp tục làm tất cả để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam điều sinh Việt Nam bà Miller Irvin Ragner là người Mỹ sinh ra tại New York Bà từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh Việt Nam từ năm 13 tuổi và hiện là điều phối viên tổ chức vận động cứu trợ nạn nhân chiến động gia cam Việt Nam tại Hoa Kỳ.